linh dữ lắm, không có ai mà lợi mà gần đây được hết trơn á. Rồi gần là về đâu đó, là rồi người anh hai của tôi á, là hồi đó ảnh 14 tuổi, ảnh bắn chim bắn đồ hay lắm. Rồi bà ở trên trển đâu có hay có biết, bắn đi rồi trúng bà mới bắt, rồi bắt theo làm đệ tử bả luôn. Rồi bị gì đạp đồng lên nói ra mới biết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ có mặt tại ấp An Thạnh, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng của Bùi Hồ đây là hai ngôi miếu và một cây me rất là linh thiêng. Có những câu chuyện mà người dân ở đây á, họ đụng phạm, mạo phạm đến ngôi miếu này thì gây ra những cái bệnh bất ngờ và có thể chết luôn, hoặc có thể mất mạng luôn. Và thật sự thì như thế nào, mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ để nghe cô Tư là người dân, là người quản, trong người quản để mà quét làm cái công việc hương khói cũng như là dọn dẹp những cái ngôi miếu ở đây, kể về cái câu chuyện linh thiêng đó và cũng như là cái cây me ở đây nè cô bác quý anh chị. Cây me hơn 200 năm tuổi, mời cô bác quý anh chị cùng nghe cô Tư kể lại câu chuyện này nha. Dạ hôm nay thì con có mặt ở Lấp Vò, ở Đồng Tháp, thì con nghe mọi người giới thiệu về cái ngôi miếu của khu vực này. Và con nghe nói về cây me linh á, thì từng có người mạo phạm và có một cái bị quở trách, thì cô Tư có thể giới thiệu cho tụi con biết được về những ngôi miếu này và cây me như thế nào được mà. Cái miếu này á, thì hồi đó là linh dữ lắm, không có ai mà lợi mà gần đây được hết trơn á. Rồi gần là về đâu đó, là rồi người anh hai của tôi á, là hồi đó ảnh 14 tuổi, ảnh bắn chim bắn đồ hay lắm. Rồi bà ở trên trển đâu có hay có biết, bắn đi rồi trúng bà mới bắt, bà bắt theo làm đệ tử bà luôn. Rồi bị gì đạp đồng lên nói ra mới biết. Rồi đằng này xin rồi này kia, bà nói không có được, bắn giỏi quá, bắn hay quá, bắn bà né không kịp, trúng vạt áo dài bà, rách vạt áo dài bà, giờ bà bắt theo bà luôn đó. Rồi cái anh hai tôi chết rồi, rồi cái miếu này nè, rồi nó hư đi, rồi nó quá lâu đi qua cái này nè, nó mục cái chân xi măng á, rồi mới xúm lại đặng mà sửa lại mà bà không có cho, rồi xin keo không có được. Rồi trong nhà nhỏ em tôi á, nó nói thôi để nó ra nó xin nữa coi, ra xin thì thấy cho con keo một rồi được đó. Những cái này nè là cái cụ hồi đó nè, này nè là hồi trước nè, nó là cái đó hồi đó đó, dưới ba cái đòn tay trong này nè, còn cái này là mới không. Trước khi mà tụi con đến đây mà xin phép ghi hình á, thì tụi con với anh Bùi Hồ có thắp nhang. Nhưng mà anh Hồ có thấy rằng là khi mà mình đi vào bên trong miếu á, miếu bà thì rất là thấp. Đúng mình rồi. Phải bò chứ không có dám bước chân đi một cách bình thường. Và có một cái nữa anh Hồ có cảm nhận được rằng là có rất là nhiều bài vị ở trong này, nhưng mà mình không biết cách thắp hương không? Đúng rồi. Cái đó cũng không có gì, hồi nào giờ cũng không có ấy. Giờ cứ việc vô thắp chứ không có gì chân á. Cô Tư có thể giới thiệu giúp con những cái lư hương đó là mình thờ ai không ạ? Ở cái chính giữa đó thì bà bảy bà đó. Đó. Rồi còn ở bên này thì với là thử gì chứ mà không biết á, rồi gì vậy đó chứ không có gì, nào giờ cũng đơn sơ vậy thôi chứ không có bài bố gì không vậy chứ. Bên màn ảnh phải á là nơi thờ ai à? Con thấy có hình tượng ông Hổ. Thì đó là thờ ổng rồi. Thờ đó, thì có hình á, thờ ổng ở trên đó, thờ bên kia cũng thờ ông Hổ sư tử. Và có một cái nữa con thấy có một cái thuyền Bát Nhã. Cái thuyền này là hồi đời trước á, là cái ở đây là có một cái cây sao dữ lắm, cây sao kêu cờ bằng sao dù đó chứ không phải là sao dừa bự hơn cái cây me này nữa, rồi cây đốn rồi đó, rồi mấy cái nhánh đó, ông sáu của tôi ông mới lấy, ông mới đục làm chiếc ghe đó, mui chèo rồi kia đầy đủ lắm, rồi để nó quá lâu rồi mấy trăm năm rồi đó, nó mục đi, rồi mấy thằng cháu qua sớm này nó mới lấy nó làm sửa lại, nó ấy lắp dò lại đó, nó xi măng lại đó chứ. Hồi trước nó mua giấy đồ đẹp lắm. Nhà anh Hồ là như là ba là theo đạo Hòa Hảo đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và trong cái tích của đạo Hòa Hảo á thì có thuyền Bát Nhã.
thì không biết đây phải là thiền Bát Nhã không? Cái đó hồi hồi trước giờ tôi không có nghe vụ thiền Bát Nhã, cái vụ cái này thì thiền vậy thôi vậy chứ không có đặt tên là cái gì hết trơn á, vậy đó. Trong cái đạo Hòa Hảo á, là thiền Bát Nhã là cứu những cái người giống như sau này á, đến cái thời cơ thì chiếc thiền này sẽ cứu những người hiền, người lành để đưa về cái thế giới cực lạc chứ không? Lễ cúng á, là năm nào cũng cúng ngày 25 tháng 4 là cúng lớn lắm. Hồi đó có cái chữ nho, cái bảng nho mà nó quá trời mờ rồi nó chữ. Ấy rồi hồi mà đó cái có cái bảng này nè, ấy là ông thầy mà gần chữ nho đó. Dạ. Là ông lại ông đọc là bảy vị nương nương. Bảy vị nương nương. À, vậy hồi xưa có một cái dòng Hán tự, nếu mà dịch ra cái chữ thông Việt mình là bảy vị nương nương, tức là bảy ba người ở đây. Có khi nào cô Ma, cô Tư có muốn là xây cái ngôi miếu nó bự hơn không? Không, không dám. Tại vì không xin keo không, xin keo không được. Dạ, vậy đó thì để vậy thôi chứ không có dám mấy gì. Cô Tư, con hỏi là cái con thấy ở trên cái tự chữ Hán đó là có cái mão của bà. Cái thì đó là dạ. Bảy bà, dạ, bà tên đó. Cái tên của bà là bảy bà, bảy bà cố hỷ, bà là cái tên của bà là bà cố hỷ, nhưng mà cái bà là bảy rồi coi như là cái bà chú xứ chỉnh đó là em của bà này đó. Đó là tôi nghe kể lại vậy thôi. Cái mão đó là bà đập đồng lên để mà không có cái mão này là sao này mần miễu rồi đó, mấy ông mấy bà người ta mới làm mấy chứ còn hồi trước không có. Hồi trước là cụ chào là không có đó. Cô Tư nói cái những cái thanh ở trên này á là của hồi trước không đó. Dạ. Cây đó, cây của cụ hồi trước đó. Là mình sợ là sửa không được. Cái đó mình lấy mình sửa này nè, rồi mình lấy cái đó mình gắn mình làm lại chứ còn cây cũ. Cái này cũng cũ nè, nó cái nào tự dụng được thì để lại chứ không có làm tiêu. Còn có ba cái này là mới không à. Anh Hồ, mình có thể qua ngôi miếu này coi thử ha. Dạ, đi không? Cái lọng cũng nhỏ mà cái mão cũng nhỏ. Và bên trong lư hương á, phía miếu bà thì anh thấy là có ba cái lọ nhang cắm riêng trong một cái hũ nhang ha. Cho một cái chân hương. Nhưng mà bên miếu ông thì lại kích thước nó nhỏ hơn một nửa so với miếu bà. Hồi nãy thì miếu ông thì em miếu bà thì em có thể đi vào bò vào thắp nhang, còn miếu ông thì không thể. Miếu ông thì em phải gối cái tựa cái đầu gối vào cái gạch men á để đi vào. Nó nhỏ hơn. Hai cái chữ Hán tự ở trong này cô Tư có biết là ý nghĩa gì không ạ? Không, cái đó là cái gì mấy ông làm sao thôi chứ còn cái trước cái chữ trước thì không có nhớ. Ở đây thì vào ngày mấy là mình tổ chức cúng miếu vậy cô Tư? Là ngày 25 tháng 4. Cúng có năm nay là bị dịch tức là không có cúng được ấy thôi chứ còn năm nào cũng cúng lớn lắm, dọn 10-20 bàn đây nè chứ không phải vậy. Người ta hùn tiền lại rồi mua rồi đồ ăn này kia, cái súng lại đây cũng nóng tại đây rồi cúng rồi ăn tại đây luôn vậy đó chứ không có ai đem về nhà ai chứ. Ở Đồng Tháp thì con đi một số ngôi miếu cũng cúng á thì nó có một cái hiện tượng á đó là hay bị hành xác. Thì không biết là ngày cúng ở miếu này thì có ai mà vào mà cái hành xác lên căn á, lên căn á. Bây giờ có thằng ở bên này nè, bây giờ tự nhiên như không là cũng trong họ này đấy ha. Mà hồi trước là cũng để cái phần ăn nặng mà cho ông già của nó cúng nặng mà cúng miễu này nè. Rồi bị hỏng ấy mà giờ cái thằng này bây giờ hiện giờ nó bị khùng mà phá bên kìa. Nó là khùng, nó không biết, nó chửi, nó la sáng đêm. Rồi bây giờ đấy ha, nó đi, nó ấy, nó không biết gì chân. Giờ hiện giờ đang khóa nó kìa bên nhà bên kìa. Rồi là bị hành hả? Bị hành có nghĩa là mạo phạm vô cái phần cúng bị quở hả cô Tư? Thằng như vậy nó cho nên khi mà anh em mình vào đây ghi hình anh Hồ thì bà con cũng khuyên là làm gì làm phải thắp nhang trước, thắp hương trước, xin phép trước thắp mấy cậu thắp á thì giấy bây giờ như bển miễu bà
thì con là tên gì, họ gì, ở đâu, tôi đến để giếng bà đây là cho tôi thắp nhang để mà tên họ tôi đó cho bà độ vậy đó. Rồi bên đây thì ông thổ thần cũng vậy đó, ông thổ thần nó giữ trong cục đất này nè, chứ không có giờ mà hồi trước tôi ở đây đi hen là chỉ là có tôi trong gia đình tôi là tới nuôi trong này được thôi, chứ ở ngoài không có ai lại gần được hết trơn, không có ai lại vô mà gần cái miễu, đi ở sau này cũng không được nữa, là về là đau liền, quá linh luôn á. Linh dữ lắm, không có ở sớm này bây giờ mấy cậu đi hỏi cùng chứ hồi trước không có ai mà dám đến tới cái chỗ này hết trơn á. Bây giờ rồi tôi thấy bằng đêm đó tôi thấy bà về hoài. Là manh chiếu cổ hả bà? Hả? Manh chiếu cổ đó phải không bà? Ở trước ha, một cục bụi gì ha, rõ tư ha. Ở sau tủ ở đây ha, sáng giật luôn ha. Tới cái ngay cái cửa miễu nè. Cái dừng lại, cái đem thu lại, cái ông thẳng cái quần, hầu cái sụp xuống dưới cái cửa miễu rồi mất tiền. Vậy đó, mà tôi thấy hoài. Gia đình thấy hoài ha. Là chỉ có mình cô Tư hay là không, cả ở đây đều thấy? Trong gia đình không, trong gia đình cũng thấy, ở sớm cũng lâu lâu có người thấy nữa, chứ không phải là một mình tôi. Cái bên hai cái miếu thì con thấy có cái me á, và khi nãy cô Tư có chia sẻ con câu chuyện cái me á, cô Tư có thể dẫn con đi qua để quan sát được không ạ? Ở đây thì vòng đây làm nó ấy là vòng là hai cục bàn á. Dạ. Như cô Tư thấy là cái me này khoảng bao nhiêu năm tuổi ta? Thì hồi cất cái miếu này là trồng cái me này đó. Vậy cũng mấy dưới, trăm rồi. Dưới cái cây sao chỗ bên đó đó, chỗ cái nhà nhỏ em đó. Mà cây sao rồi bị đó tay đốn rồi. Vậy là hôm cách đây không lâu là có một cái anh ảnh lấy cái ná bắn vào cây me. Anh hai tôi là lâu lắm rồi, hồi năm nay là ảnh 80 tuổi rồi. Theo cái hồi đó tới giờ ảnh là 80 tuổi rồi đó. Rồi bây giờ là ảnh chết cái hồi đó tới giờ. Là sau khi mà bắn rồi bị bắt là anh là hai cô Tư là mất luôn hả? Chết luôn. Là có hành bệnh gì không cô Tư? Thì bà đau đó, đau kêu bằng hồi đó kêu bằng là đau ban đen đó. Dạ. Ban đó là ban của bà đó. Là mình thấy ở trong người trong máu nó màu đen. Nó lộ ra đen cục gì nè. Là từ cái ban đó là ban của bà. Và lần đó thì bà con ở làng xã này có sợ điều gì không về cái me này không? Không có sợ. Yeah. Không có sợ mà đều không dám lợi, không dám được vô đây. Đó, đâu có mấy nhà này. Rồi đâu không ai dám đây. Hồi đó cách ở đây là cái mé sông lớn. Chứ cái me này đồ nó ở giữa mé sông chứ không phải là ở trong này, trong vườn này đâu. Người tại giờ bầu ra ngoài đó chứ không. Hồi đó này là giữa mé sông. Ừ, tự nhiên cái này nó nở ra, ta nói dân cái bông sen sao nói vậy đó. Rồi cái rồi đầu này chỉ đầu kia chỉ rồi qua nó nhỏ lại nói rồi dưới phần lâu ngày cái nó mục này nè đó. Đó là giống cái bông sen hả cô Tư? Giống hết cái bông sen luôn, không có xe cái bông sen bên đó nữa kìa, đây nè là cái u nè, rồi ba cái nè nó lớn ra nứt nè. Như cái chị gái hàng xóm có chia sẻ là hồi xưa có cái ổ chim hả? Ổ chim ổ chim thì sao cái gì chứ chim biết bao nhiêu. Chim ở trong cái ổ đó đó mà lại gần nó bay ra nó đá đầu mình. Trời. Rồi. Đá bằng chảy máu đầu luôn. Là nó không cho mình xâm phạm vào cây chim rồi. Mèo. Trời ơi, chim mèo. Chim mèo mà dạng dữ vậy. Mèo lắm. Nhỏ em luôn nó trèo chảnh nó bắt xuống chơi rồi thả cái nó bay chảnh nó. Rồi có nó xuống có kỳ nhỏ này lại nó ấy tàu vô con mẹ nó xuống ngăn nó đá chạy không kịp vậy đó mẹ nó chạy máu luôn đá thấy gì mà còn hơn người ta đánh. Ôi nó đá con này mà chạy không kịp với nó đó mẹ mà nó có một cái điều là mình thắc mắc là chim ở trên cây là chim quang chứ không phải là chim thần phục mà mình nuôi lại khôn mà lại đá người như thế. Nó đá bị bắt con nó đó, nó đẻ chảnh nó rồi nhỏ em tôi nó lên nó bắt con xuống coi chơi mèo chim mèo của mặt nó cái ghê lắm rồi bắt xuống chơi đó còn nhỏ này lại nó gặp cái lại coi cái luôn đá vượt cái me này thì có đó giờ là cái ý định là tỉa nhánh rồi không có gì trơn ba đời rồi chưa không ai dám đụng đến cái me này.
trong gia đình tôi rồi trèo lên bẻ trái bẻ đồ được. Còn người lạ như tụi con phương xa đến thì sao? Người tại người ta không dám chứ mà chưa biết. Cái khu đất này là của cô Tư luôn. Không dám lụm lùm củi luôn hả? Rồi. Bị gì quen rồi, người ta sợ nó quen rồi. Đi ngang cũng về cũng nhào nhào đau rồi. Ông và chồng tôi giấy là hết thôi. Trời ơi. Có ba tôi à, ông già ông giấy thắp nhang rồi là giấy là hết liền này. Giờ này là chim gì anh chảnh mà kêu quá trời kêu. Chim sông. Cái cây này nó bọng nè. Bọng lên tới trên thì rảnh á. Cái chú ở dưới Hòa Long nè, chú lên chú cúng rồi chú nói cho chú mà cầu thử lên thử coi coi bà có gì đây không, thì cho chú mượn chú chiếu ra chú trải lên cửa bển, là chú ngồi đồng chú giấy rồi cái chữ ngồi sắp bằng rồi một chút rồi lên liền rồi bà mới nói bà nói ổng nói rồi bà có tới lui đây đó. Thôi thôi. Ngồi sách bằng, ngồi sách bằng. Sách bằng lên sát như thế nào vậy cô Tư? Hả? Lên sát như thế nào? Bà ngồi với sách bằng ha, là bắt đầu phải lên rồi là cái mặt bà hừng đỏ lên rồi mới nhảy một cái ha cao. Nhảy đẹp liền. Bây giờ là nhẹ dữ lắm rồi, 10 phần nhẹ hết 8 phần rồi, không có lên như hồi đó nữa, hồi đó quá xa. Hồi đó mà chặn dạng là nhà tôi là ba mẹ tôi là kêu con vô nhà hết trơn chứ không có cho để ở ngoài sân đó. Hồi nãy cô Tư nói là ngày mấy là ngày 25 tháng 4. 25 tháng 4. Ừ. Cô Tư có thể chia sẻ cho mọi người biết cái địa chỉ ngôi miếu này nằm ở đâu để cô bác nào mà có lòng thành á mà muốn đến đây viếng thăm thắp nhang cúng kiến thì có thể đến ạ. Cái này thì ở ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi miếu này tên gì ạ? Miếu mà nơi nào giờ thì kêu là miếu bà với miếu ông vậy thôi. Cứ tới địa chỉ mà cô Tư đọc là hội miếu bà là hầu như là người ta biết đúng không ạ? Thì ở vòng vòng ở đây người ta biết. Miếu bà ở xã Bình Thành, ở Cải Sức, rạch Cải Sức. Là đây tới rồi đó là ở nội chợ mình cống ta xuống ta cúng tới nhà ta cúng dữ lắm. Rồi hôm nay thì tụi con đến thì cũng biết về lịch sử của ngôi miếu cũng như là những cái câu chuyện có thật về sự linh thiêng của cây me. Thì con cũng cảm ơn cô Tư rất nhiều đã chia sẻ cho tụi con để hiểu rõ hơn về ngôi miếu linh thiêng và cây me này. Con cảm ơn cô Tư rất nhiều ạ. Con chân thành cảm ơn cô Tư nhiều nha. Tôi ở đây là nhỏ tới lớn, thành ra tôi biết rành cái chuyện hồi cha mẹ tôi kể lại rồi đó, biết hết trơn. Cái nào biết thì giờ tôi chia sẻ với mấy chú, còn cái nào không biết thì thôi. Vậy đó.